Rồi, em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì hiện tại bây giờ thì lúc xế chiều rồi, thì tất cả các anh em YouTube đang chuẩn bị lau dọn dẹp tại mộ Em về của chưa? về trước ha. Chuẩn bị ra về thì cũng có vài cô chú khán giả cũng đến viếng mộ của chú Năm Vũ Linh lúc xế chiều ha. Thì hôm nay Ngọc Nhi đi qua thăm viếng cây cầu của chú Năm Vũ Linh là được xây xong, đã hoàn thiện, là để tên cầu là cầu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Còn đây là những anh chị khán giả lúc xế chiều chuẩn bị anh em ra về thì đi viếng mộ tất cả các ông bà cô chú nghệ sĩ đang an nghỉ tại đây nè, hãy xa. Đúng rồi, chú Hải Sa. Ủa, em ở đâu tới đây em? Em ở Bình Dương anh. Rồi, quý quá cả nhà. Lúc tới chiều mà mấy em cũng dẫn đến viếng mộ chú nè, rồi viếng tất cả ông bà đang ăn nghỉ tại đây. Cái này là phần mộ là của Năm Hùng, là cha của cô Thanh Thanh Tâm. Là ông Nguyễn Xíu á. Năm Hùng là cha của cô Thanh Thanh Tâm. Đúng rồi. À. Còn bên kia là ngôi mộ của chú Thanh Sang. Đúng rồi, Giang Châu. Thanh Sang nằm bên kia. Còn bên đây là cô Thanh Kim Huệ. Dạ, chào chị. Ở đây mình cùng chung gia đình luôn hả chị? Chung gia đình. Dạ. Quá quý luôn cả nhà. Còn cũng như thường lệ tại buổi chiều thì hai vợ chồng của anh Năm X thì trước khi ra về thì cũng thắp hết tất cả các phần mộ của ông bà nghệ sĩ đang an nghỉ tại đây. Hôm nay là vợ thắp, chứ bữa kia là chồng đi thắp. Bây giờ sẽ quay trở lại tất cả các anh chị khán giả ha. Đúng rồi, bên đó là cái phần mặt lưng của chú Giang Châu. Ủa vậy đây nghệ sĩ còn đúng không anh, hay là như đây không? Còn chứ. Bên đó nữa. Bên đó. Khu nghệ sĩ mà. Bên đó đó. Cái này là nhà nhạc sĩ ha. Bên đây nhạc sĩ. Nhạc sĩ nổi tiếng không? Nguyễn Nhân Tý nổi tiếng không? Đó, nhạc sĩ. Đúng rồi, Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương. Đây là tới cái phần mộ mà của chú Giang Châu mà giai nổi tiếng Ngao Sò Ốc Hến á, lại có cái biểu tượng cái hình con sò luôn. Đây, hình con sò là của ổng nè. Đó, hình con sò luôn. Đây, hình con sò là của ổng nè. Đúng rồi, quái kiệt Tùng Sơn. Nói chung ra là dài xuống tới dưới luôn. Dài xuống tới dưới là nghệ sĩ dân gian Diễn Châu. Phần mộ của chú Diễn Châu là ở dưới. Cái còn chú, bác Hồ Kiển này là trong dở đất phương Nam. Rất là nổi tiếng. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ông này là khi mà đóng đất phương Nam là ổng là nhai là cá sống với lại rắn sống. Đúng rồi. Của trong cái tuồng trong cái phim của đất phương Nam. Rất là nổi tiếng luôn nha. Nổi tiếng luôn. Còn đây là nhạc sĩ Thanh Sơn là bản Nỗi Buồn Qua Phường á. Hát líu lo líu lo. Con cần một cái giọng hát thôi. Đúng rồi. Dạ, con cần hát chú. Đây là cái bài nổi tiếng nhất của chú Thanh Sơn. Líu lo thân thao rồi được rồi, giọng bây giờ như đập như hương vậy đó. Mà đập như hương chưa chết nè. Đập như hương nắm đâu rồi.
Quỷ hả? Nhận cỏ cho em. Không giờ là đêm lang thang, hồi trái tim. Nhận ngộ, nhận cái dân cái nghe, chuyện đủ là của tôi đó. Mấy cái bài xưa dữ luôn rồi đó. Yêu người. Đúng rồi. Đã nhạc sĩ Vinh Sử mà, cái người nổi tiếng mà. Không, Paulo là tên thánh của cái người Vinh Sử. Đây là chú là người Công giáo. À đúng rồi. Tại vì mình cũng là Công giáo cho nên mình đọc cái thánh Paulo. Đúng rồi, là Paulo là người Tôn giáo á. Là người Công giáo. Đúng rồi. Thánh Paulo á. Bồ Vinh. Bị trên này mà Vinh Sử. Ôn như tất cả nghệ sĩ là về đây hết trơn hết ta. Đúng rồi, đa số là ở đây là khá là nhiều. Phần phía sau còn nhiều lắm. Còn nghệ sĩ dân gian Diễn Châu là nằm tuốt ở dưới là. Ừ, đúng rồi. Kha nắm chùm. Thì thôi thì em cũng xin quay về mộ tại mộ của chú Năm Vũ Linh. Chia sẻ cái lúc hoàn cảnh buổi chiều cho tất cả cô chú anh chị xem. Rồi em cũng sẽ kết thúc video. Hẹn cô chú anh chị đến cái video tiếp theo của em tại mộ của chú Năm Vũ Linh. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy hay và thương yêu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thì ủng hộ và cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký. Chào anh. Anh bữa nay là đến viếng trễ anh ha. Bữa nay chủ nhật đi làm ha. Bữa nay là anh đi làm nhưng mà cũng nhín thời gian cái buổi chiều đến viếng chú Năm Vũ Linh của mình nè. Quý quá cả nhà. Khán giả tuy bằng đi làm ha, nhưng mà cuối ngày thì cũng dẫn đến viếng chú hết. Quả quý luôn cả nhà. Thì hôm nay là rất là ngày đặc biệt ha. Cô chú anh chị tất cả ở phương xa đi đến viếng mộ của chú Năm Vũ Linh rất là nhiều luôn ha. Cả là Mỹ nè, rồi Hàn Quốc, Canada đâu ha, đầy đủ luôn ha. Nhang trong hũ. Ủa mình ở gần đây không anh? Gần mà ảnh đi làm mà cũng nhín vào viếng mộ chú rất là quý luôn cả nha. Đó thì cả nhà thì em cũng sẽ quay tiếp tục cận cảnh ha. Thì anh giờ đang đi viếng mộ tất cả ông bà cô chú đang an nghỉ tại đây lúc xế chiều ha. Anh lên đây anh viếng mộ chú mà được mấy lần rồi? Vài lần ha. Nhưng mà lên đây mình cũng đâu có chán đâu, muốn lên hoài. Dạ, đi lên đây mình nghe cái thư thái, nghe được tiếng kinh, tiếng kệ á. Quả quý luôn cả nha. Cộng nhận cái hình của chú Năm Hùng đẹp ghê ha. Quá đẹp luôn. Em vô lúc em cũng lấy cái hình nền của chú á. Làm rất đẹp luôn á. Ôi, buổi chiều như vậy là có anh khán giả ở gần đây mà đến
viếng chú Năm, về là quá ấm cúng ha cả nhà ha. Thì bằng ngày giờ thì cô chú anh chị thì cũng giờ cũng chỉ đến lai gai thôi ha, nhưng cũng phần ấm cúng rồi. Còn Nhi thì mới đi Bến Tre về. Khi mà trước khi về thì tất cả các anh em sụp dù xuống về, tất cả cô chú anh chị ha, sụp dù xuống sợ mưa mà nó tạt xuống sẽ ướt cái ly hương của chú á. Còn dàn đèn qua đăng đó thì bây giờ là thắp chuẩn bị trước nha nè. Còn bốn gốc đèn dầu thì lúc nào cũng châm dầu đầy hết cả nhà. Nhịp sống liêu nhiều lúc có ở đây sẽ thăm, còn không có ở đây thì tất cả anh em ekip ở đây ha. Đốt về thắp về thì rất là ấm. Cái dĩa để trái cây của chú Năm nè, theo kiểu cái lá hoa sen á chú anh chị ha, quá đẹp luôn. Còn Nhi thì bữa nay đi qua, được đi qua thăm cầu của cậu ở của chú Năm Vũ Linh. Bởi vậy quá quý luôn cả nhà. Bởi vậy thấy từ sáng là không thấy Ngọc Nhi đâu hết á. Giờ Nhi sẽ bởi vậy người ta mới yêu quý chú. Nói chung ra là chú làm từ thiện đúng nghĩa, đúng lúc, đúng nơi luôn. Chứ không phải là muốn làm mà làm đâu. Đúng cái chỗ nghèo luôn. Nghe Ngọc Nhi chia sẻ cả nhà, thì mình cũng sẽ một chuyến đi qua viếng cầu của chú Năm Vũ Linh ha. Cả nhà cũng thông cảm, tại cả nhà cũng có cô khán giả kêu thay đổi từ chú và cậu. Từ kêu cậu quen rồi kêu chú, cái qua đang lúc kêu cậu kêu chú. Em cũng quen cái tên, cái tiếng cậu rồi anh. Khó đổi lắm. Tại vì mình kêu cậu quen cái đang nói kêu cậu, cái tự nhiên kêu chú một chút xíu rồi thầy xe qua cậu nữa. Nhiều lúc có nói lấp dấp 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 về cả nhà cũng thông cảm, từ từ cái gì nó cũng quen à. Và gặp gì đi qua thưởng thức xem được cái cầu của cậu là của chú Năm Vũ Linh là rồi ha cả nhà ha. Quá sung sướng luôn. Rồi em cũng sẽ kết thúc cái video tại đây. Giờ đó cô chú anh chị thấy không? Bây giờ thì mộ của chú Năm rất là vắng luôn ha. Tại giờ chiều rồi cả nhà. Đó. Giờ chỉ còn ekip thì giờ hiện tại bây giờ chỉ còn Ngọc Nhi ở lại dọn dẹp rồi thắp nhang xung quanh rồi đốt những mấy cái rác nè cả nhà. Đó. Rồi em cũng sẽ kết thúc cái video tại đây ha. Giờ là rất là vắng rồi. Còn này là cũng là về bên nhạc sĩ của ông nè, ông Nguyễn Văn Đấu ha. Còn Ngọc Nhi thì đang thu dọn rác ha, đang thu dọn rác thì đốt như vậy nè cho sạch sẽ nha.